Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Thế Sơn Tôi Ta. Các bạn thân mến, đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng, tìm hiểu các tính năng trên xe và rèn luyện kỹ năng lái xe, vân vân. Đó là những bước khó bỏ qua khi mua một chiếc ô tô mới. Và đây là những việc chúng ta nên làm ngay sau khi mua một chiếc ô tô mới. Đó cũng chính là chủ đề mà Thế Sơn Tôi Ta muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng bắt đầu vào nhé! Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Trước hết, chúng ta cần phải đọc và tìm hiểu thêm về chiếc xe qua cuốn hướng dẫn sử dụng xe, nên dành thời gian nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng để hiểu chiếc xe, các tính năng cũng như xử lý các tình huống lái xe. Mua bảo hiểm cho xe. Mua bảo hiểm cho xe ô tô là một việc cần làm đầu tiên ngay sau khi mua xe mới. Bởi vì sở hữu một chiếc xe mới, ai cũng chăm chút và không muốn để chiếc xe xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng mọi chuyện không phải như chúng ta muốn là được. Rất có thể chiếc xe sẽ bị va quệt, đâm va và nhiều sự cố rủi ro khác, đặc biệt là với lái mới. Vì vậy nên chúng ta nên mua bảo hiểm cho chiếc xe. Đó là nghĩa vụ nhưng cũng chính là quyền lợi của người lái xe ô tô. Rèn luyện kỹ năng lái xe. Nhất là đối với những người mua xe lần đầu, cần rèn luyện kỹ năng lái xe, hiểu luật giao thông đường bộ, tìm hiểu thông tin kỹ năng lái xe an toàn và xử lý tình huống để đảm bảo an toàn khi lái xe. Hành động bảo vệ cao nhất cho những người trên xe và chiếc xe mới mua đó là rèn luyện kỹ năng lái xe và việc xử lý tình huống trên đường. Đồng thời cần nắm rõ luật và thực hiện đúng luật là yếu tố đảm bảo an toàn đầu tiên khi điều khiển xe. Trong quá trình điều khiển xe trên đường sẽ không tránh khỏi việc gặp phải những sự cố. Vì vậy, việc trang bị các kỹ năng sẽ giúp bạn bình tĩnh và giải quyết các sự cố xẹp hay là nổ lốp, thay lốp dự phòng, vỡ kính xe, ắc quy hết điện, xe bị mất đèn pha hay là bị sa lầy. Trang bị thêm các phụ kiện. Người sử dụng xe nên tìm hiểu lắp đặt các phụ kiện cần thiết cho xe như là dán phim cách nhiệt, camera hành trình, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, khử mùi hôi nội thất xe, phủ chống ồn, mua bạt che nắng. Chú ý thao tác lái trong 1.000 km đầu tiên. Lái xe cũng cần đặc biệt chú ý 1.000 km chạy road đà đầu tiên. Cụ thể, những chiếc xe ô tô khi xuất xưởng, nhà sản xuất đã cho chạy thử, nhưng để yên tâm hơn và giúp chiếc xe bền bỉ hơn, thì người tiêu dùng cũng cần chạy roda cho xe của mình. Trong 1.000 km đầu tiên thì các lái xe cần chú ý, lái xe bình tĩnh, không tăng tốc quá nhanh, hốc ga hay là phanh gấp, không chạy xe ở vòng tua quá cao trên 3.000 vòng một phút. Sau khoảng 1.000 km thì nên đi thay vòng động cơ xe, tùy theo dòng xe và thương hiệu nên làm theo sổ bảo hành, bảo dưỡng hay yêu cầu của nhà sản xuất. Vừa rồi là những thông tin lưu ý mà Thế Sơn Tôi Ta muốn chuyển tới quý vị và các bạn về những việc nên làm ngay sau khi chúng ta tậu một chiếc xe ô tô mới. Và mong rằng là những thông tin này sẽ hữu ích với quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường thật là an toàn. Và đặc biệt là với lái mới thì chúng ta nên hết sức lưu ý về những việc nên làm ngay sau khi mua một chiếc xe ô tô mới như Thế Sơn Tôi Ta đã nêu ra ở trên. Nếu quý vị và các bạn thấy hay và bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh của Thế Sơn Tôi Ta để theo dõi thêm nhiều video mới hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam.
nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.